Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Quảng Tây Trung Quốc vừa bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc các công dân Việt Nam sang lao động tại Trung Quốc để tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Ngọc Trai, Trần Thị Linh cùng chú huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Thị Lý chú huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ bắt cóc 5 nạn nhân là người Việt Nam đang làm thuê tại Trung Quốc. Các đối tượng này lên mạng xã hội đăng tin cần tìm lao động làm việc trong những công ty có mức lương cao. Sau khi có người đến liên hệ, các đối tượng hẹn nạn nhân ra chỗ vắng rồi khống chế giam giữ. Sau đó, nhóm này gọi điện cho gia đình của các nạn nhân ở Việt Nam yêu cầu gửi tiền chuộc vào tài khoản. Cho đến trước ngày bị bắt, các đối tượng đã nhận được tổng số tiền là 72 triệu đồng từ các gia đình nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Hoàng Ngọc Trai, Trần Thị Linh, Nguyễn Thị Lý về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.